cùng giảm cân mà số phận chẳng giống nhau chút nào. Nhã Phương khi thì được khen lúc lại gây lo lắng, nhưng Trường Giang thì quá thành công. Đây là một trong những cái cách mà gọi là bắt khô người, người thải độc. Mới khởi động mất nước rồi mọi người ơi. Đây. Bụng nhỏ nè, mái ngắn. Nói chung là cũng gần 10 ký thôi. Dễ khỏe lắm. Lương Bích Hữu chẳng khác nào trở lại thời đôi mươi, trẻ như idol Gen Z. Triệu Lộ Tư vướng tin đồn thẩm mỹ vì mặt quá khác lạ, fan lấy đàn chị ra so lại càng bị cà khịa thêm. Chuyện giảm cân của sao chẳng còn xa lạ gì nữa, rõ ràng thon gọn vẫn luôn vừa mắt và tốt cho sức khỏe hơn thế nên mỗi người đều nỗ lực theo cách của riêng mình. Nhã Phương được coi là một mẹ bỉm giữ dáng siêu đỉnh, đến mấy cô gái chưa chồng còn phải suýt xoa ghen tị. Có được thành quả ấy là một nỗ lực lâu dài và bền bỉ của người đẹp này, từ chế độ ăn uống cho đến luyện tập thể thao. Thậm chí Nhã Phương còn rất là khắc nghiệt với bản thân mình, ăn hay tập cũng đều đi vào chế độ nặng nhất. Thành quả thu được thì khá tốt, nhiều người khen ngợi nàng ngọc nữ trẻ ra, xinh đẹp lão hóa ngược và thon gọn hơn xưa rất nhiều, các mẹ bỉm thì lại càng ước ao hơn nữa. Tuy vậy, càng ngày dường như Nhã Phương lại càng siết cân quá, nhiều lúc cô xuất hiện với hình thể mi nhon quá đà khiến ai nhìn cũng lo lắng nhiều hơn là khen ngợi. Cái gì quá cũng không tốt, biết là Nhã Phương rất khỏe nhưng nhiều cư dân mạng vẫn muốn cô tiết chế lại để có da có thịt hơn một chút, như vậy vẫn ổn hơn. Trước đây Trường Giang hay chọc vợ không chịu ăn cơm, ăn rồi nhả một thời gian dài vì muốn giảm cân. Thế nhưng trong những tháng trở lại đây thì chính nam MC này cũng gia nhập hội nỗ lực xuống ký chung khiến Nhã Phương mừng ra mặt. Theo đó, bí quyết của danh hài này cũng khắc nghiệt nào có thua gì vợ, ngày ăn hai quả chuối luộc, không thì vài miếng khoai lang, ngoài ra anh còn tập gym và boxing. Và kết quả của quá trình kiên trì này là Trường Giang đã giảm được 10 kg, thân hình gọn gàng, mất luôn chiếc cằm nọng quen thuộc. Và sau khi xuống ký thì Trường Giang cũng như trẻ ra cả chục tuổi, để lại chiếc mái ngắn ngày xưa, nhiều người còn nhận xét danh hài này như quay lại thời mới ra mắt vậy. Hiện tại Trường Giang cũng rất khỏe, anh cũng thừa nhận nghe lời vợ lúc nào cũng đúng. Lương Bích Hữu cũng gây sốt gần đây sau khi giảm tới 17,5 kg trong vòng 2 tháng rưỡi. Trở lại với mặt thon dáng gọn, vòng eo chỉ còn khoảng 60, chuyển từ trang phục size L sang mặc đồ XS. Ngoại hình thay đổi khiến ai cũng phải trầm trồ vì nữ ca sĩ như quay trở lại thời còn hát cô gái Trung Hoa, nói idol Gen Z cũng chẳng quá chút nào. Mặc dù có một vài ý kiến thắc mắc cho rằng chị đẹp này tu chỉnh nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận, cho hay mình quyết tâm muốn lấy lại vóc dáng của 20 năm trước bằng cách ăn ít lại, cắt đường, chỉ ăn rau xanh trái cây và tập chạy bộ mỗi ngày, vì thấy ekip vất vả quá mỗi khi chọn trang phục biểu diễn. Nhìn Lương Bích Hữu ở tuổi 40 hiện tại, rất nhiều chị em đã có động lực để bước vào con đường giảm cân giữ dáng cho mình. Triệu Lộ Tư đã giảm cân khá nhiều so với trước, cô sở hữu một dáng người vô cùng mi nhon, eo thon, gương mặt cũng nhỏ hơn rất nhiều so với khuôn trăng mũm mĩm ngày xưa. Tuy nhiên, gần đây đi sự kiện lại trang điểm phong cách đậm quyến rũ nên người đẹp này lại vướng phải tranh cãi tu chỉnh làm mặt ngày càng cứng. Fan của người đẹp nỗ lực bào chữa rằng thần tượng giảm cân nhiều nên mới vậy, còn lấy đàn chị Giả Linh ra để so, cho rằng khi giảm cân thì khuôn mặt nhỏ lại là chuyện bình thường. Dù thế, luận điểm này bị cư dân mạng bác bỏ rất nhanh vì Giả Linh giảm tới 50 kg thì đương nhiên mặt sẽ nhỏ lại thấy rõ, đằng này Triệu Lộ Tư chỉ giảm vài ký làm sao mà khác tới vậy. Giữa lúc tranh cãi leo thang, người đẹp tuyên bố sẽ kiện những người tung tin cô can thiệp như một động thái phủ nhận, đồng thời tung clip mặt mộc để ngầm chứng minh mình vẫn như xưa. Thế nhưng việc này vẫn không hoàn toàn thuyết phục, nhiều người tin Triệu Lộ Tư giảm cân nhưng cũng tin luôn cả chuyện cô có làm gì đó trên mặt.